Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới và những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc những năm gần đây lại xuất hiện dị tượng liên hồi. Riêng tháng này năm nay, nhiều dị tượng như hoa tre trúc lại nở, mặt trời đỏ trong máu, ba mặt trời và đặc biệt là tuyết rơi giữa mùa hè đã đồng loạt xảy đến tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay rốt cuộc thiên tượng đang muốn cảnh báo nhân gian điều gì? Mấy năm qua, tại Trung Quốc liên tục xuất hiện các loại dị tượng như trăng máu, cá chết hàng loạt, sông chuyển thành đỏ, hoa âm phủ nở rộ, quạ đen bay kín trời hay tuyết rơi mùa hè. Nếu chú ý quan sát thì theo sau mỗi dị tượng này đều có các tai họa lớn, nhỏ khác nhau nhưng mức độ và quy mô thì càng ngày càng lớn, biến hóa khó lường, hậu quả xảy ra không thể kể đến. Năm nay Trung Quốc liên tiếp xuất hiện hàng loạt dị tượng khiến nhiều người lo lắng về những thảm họa tiếp theo sẽ lại giáng xuống nước này trong thời gian tới. Loạt dị tượng xuất hiện trong tháng này tại Trung Quốc, trời xanh đang cảnh báo điều gì? Quý vị thân mến, người Trung Quốc xa xưa rất chú trọng quan sát các hiện tượng thiên văn. Theo kinh dịch thì khi hiện tượng biến hóa, nhân gian sẽ xảy ra những tai ương, kiếp nạn nào đó dẫn đến sự xoay vần thế cục. Những năm gần đây, thiên tai dị tượng xảy ra đến liên hồi tại Trung Quốc. Riêng tháng này năm nay, Trung Quốc đã chứng kiến hàng loạt các dị tượng. Tuần vừa qua, một quầng mặt trời nhiều màu sắc đã xuất hiện trên bầu trời Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Điều đáng chú ý là đúng ngày này một năm trước, cũng tại Thành Đô, xuất hiện một quầng mặt trời rất lớn. Sự trùng hợp này thật khó mà lý giải cho được. Chưa hết, gần đây tre trúc lại đồng loạt nở hoa tại nhiều khu vực như thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thị trấn Phú An thuộc thành phố Đông Đài và thành phố Cú Dung, tỉnh Giang Tô. Đáng tiếc, những cành trúc nở hoa đều khô héo. Một người đàn ông ở làng Bá Kiều thuộc thị trấn Phú An quay video cho biết ông đã hỏi hai người già ngoài 90 tuổi trong làng. Họ đều nói rằng sống đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tre trúc nở hoa. Sự việc đã thu hút cộng đồng mạng. Có người nói rằng sau khi cây trúc bên bờ đất nhà hàng xóm của anh ta nở hoa thì đại gia đình đó tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi. Người Trung Quốc xưa luôn coi cây tre trúc nở hoa là điểm xấu, báo trước tai họa. Có câu ngạn ngữ rằng trúc tử khai hoa, nhân trúc ban gia, tức là cây trúc nở hoa, người và gia súc chuyển nhà. Hay trúc tử khai hoa, vong nhân phá gia, cây trúc nở hoa, người mất nhà tan. Thời cận đại năm 1974 và 1976, hoa trúc lại nở rộ tại tỉnh Tứ Xuyên vào đúng năm nay. Các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Chu Đức lần lượt qua đời. Ngoài quần mặt trời và tre trúc nở hoa, hôm trước đó, một số nơi ở tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Quảng Đông và Cát Lâm của Trung Quốc cùng xuất hiện mặt trời đỏ. Kỳ lạ là sau đó, chập tối mặt trăng đỏ, dân gian gọi là trăng máu cũng xuất hiện. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, trăng máu tượng trưng cho điều không may mắn, báo hiệu sẽ có thiên tai, nhân họa, khiến xã hội rối ren như nạn đói, hỏa hoạn, chiến tranh, án oan. Vậy nên có câu, huyết nguyệt kiến yêu, nghiệt hiện. Tạm dịch khi ấy trong máu thì yêu quái, những điều quái dị hoặc điều ác, kẻ ác xuất hiện. Ngoài các dị tượng trên còn có tuyết rơi trong tháng này, thời điểm đất trời chuẩn bị bước sang tiết lập hạ. Tuyết đã rơi phủ trắng nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc như Hồ Bắc, Quý Châu, Sơn Tây, Nội Mông, Hắc Long Giang. Tại thủ đô Bắc Kinh hôm qua tuyết rơi dày đặc. Như thế, chỉ trong một đêm đầu hạ biến thành mùa đông lạnh giá. Thời tiết bất thường khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Thời tiết bất thường thế này thật khiến người ta hoảng sợ, chẳng lẽ có oan tình, mùa xuân mà thời tiết giống mùa đông, tất sẽ có lũ lụt, Bắc Kinh nhớ chú ý mưa to, bão lớn. Không rõ hàng loạt các dị tượng thời tiết bất thường năm nay tại Trung Quốc chỉ là ngẫu nhiên hay trời xanh đang muốn cảnh báo những tai họa phía trước. Từ xưa đến nay, nếu chú ý quan sát thì theo mỗi một dị tượng ở Trung Quốc đều có các tai họa lớn nhỏ khác nhau, nhưng mức độ và quy mô thì càng lúc càng lớn, biến hóa khó lường, xảy ra hậu quả không thể kể đếm. Dị tượng đồng loạt xuất hiện, tai ương kinh hoàng kéo đến. Thưa quý vị và các bạn, trong những thiên tai dị tượng đang diễn ra dồn dập tại nhiều khu vực ở Trung Quốc, có một hiện tượng đáng sợ theo điển tích dân gian xưa, đó là tuyết rơi mùa hè. Người xưa cho rằng tuyết rơi trái mùa là có người bị oan khuất. Đó là sự cảnh báo của thiên thượng
tới những người làm việc ác, nhất là những người cầm quyền. Năm nay không phải là lần đầu tiên tuyết rơi mùa hè tại Trung Quốc. Tháng 6 năm 2020, tuyết rơi dày đặc nhiều nơi ở Tân Cương. Đến tháng 7, hiện tượng này lại tái diễn. Tháng 8 xảy ra ở Cam Túc, tháng 10 ở Hắc Long Giang, rằng thậm chí ở Bắc Kinh, ngoài tuyết rơi còn kèm theo sấm vang, chớp giật giữa lúc tuyết đang rơi. Trước việc tuyết rơi dày đặc nhiều nơi vào mùa hè năm 2020, một số cư dân mạng nói rằng đó là điềm báo trước về thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam vào tháng 7 năm 2021. Có lẽ còn ám ảnh nhiều người đến mãi sau này. Thảm họa này là do chính quyền Trung Quốc xả lũ cứu đập không báo dân, không cứu trợ, cứu nạn kịp thời. Về thiệt hại, chưa xét tới mất mát về tài sản, hoa màu, nhà cửa, xe cộ. Nhiều bằng chứng cho thấy khoảng hơn 20.000 người vô tội đã ra đi vĩnh viễn. Về hiện tượng tuyết rơi dày đặc ở Tân Cương tháng 6 năm 2020, dường như trùng hợp với nội oan đậu Nga của người Duy Ngô Nhĩ. Tân Cương là nơi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập các trại cải tạo. Theo các báo cáo của Liên Hợp Quốc, có khoảng hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đang bị giam trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Họ bị ngược đãi, tra tấn, tẩy não, cưỡng hiếp, ép phá thai, triệt sản. Thiên tai, dị tượng, liên miên cũng ứng với tình cảnh số phận của người dân trong quốc gia đó. Đây là lời cảnh tỉnh của trời cao dành cho con người, nhưng điều đáng buồn là người vô thần vẫn cho đó là ngẫu nhiên, rằng đó chỉ là những hiện tượng thời tiết thiên nhiên không có gì đáng lo ngại. Hiện tại, tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất tại Trung Quốc phải kể đến là Thượng Hải. Đây vốn được xem là một trong những thành phố phồn hoa phát triển bậc nhất ở Trung Quốc. Nhưng hiện tại, bến Thượng Hải là một khung cảnh thê lương, xuất hiện cảnh tượng 100 năm khó gặp. Cỏ dại mọc khắp đường, thành phố hoang tàn như ngày tận thế. Vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, một bức ảnh về thảm cỏ mọc dài trên bến Thượng Hải đã lan truyền trên Weibo. Bức ảnh cho thấy bầu trời trên bến Thượng Hải xám xịt và cỏ dại có độ cao khác nhau mọc ở các khe hở của gạch lát nền. Cư dân mạng cảm thán bến Thượng Hải từng đông người qua lại giờ đã mọc đầy cỏ. Bến Thượng Hải bị bỏ hoang một tháng, cảnh này ở Thượng Hải quả là 100 năm khó gặp, mới hơn một tháng mà phát sinh cảnh tượng như ngày tận thế, giống như đang xem phim sắc sống vậy. Một số cư dân mạng than thở, đúng là thế sự thay đổi khôn lường. Tôi không ngờ bến Thượng Hải với lưu lượng hàng trăm nghìn người mỗi ngày qua lại có thể mọc cỏ. Đúng là cảnh tượng 100 năm mới có một lần, được chứng kiến kỳ tích rồi. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẩn trương bác bỏ tin đồn về cỏ mọc dại trên bến Thượng Hải và tung ra một số bức ảnh không có cỏ trên bến Thượng Hải. Nhưng cư dân mạng thì nghi ngờ rằng những bức ảnh này được chụp sau khi chính quyền dọn sạch cỏ dại. Một số cư dân mạng cho rằng hãy thuận theo tự nhiên, không cần phải sợ, đó chỉ là một ngọn cỏ nhỏ, đừng có nhổ tận gốc như vậy. Cũng có cư dân mạng lấy cỏ trên bến Thượng Hải như một phép ẩn dụ cho việc người Thượng Hải đang khó khăn sinh tồn trong thời gian phong tỏa. Bên sông Hoàng Phố, trên bến Thượng Hải, nhộn nhịp phồn hoa, cỏ xanh mọc lên từ những kẽ hở của tấm xi măng, thấm đẫm lệ trong không khí, tựa như nước sông bất động thê lương, cũng giống như dòng người biến mất. Cuối xuân ở nơi này lặng im, bụi cỏ nhỏ đang sinh trưởng ngoan cường, dài ra từng cành lá một, từng mảng lá màu xanh, dùng sinh mệnh bất khuất để kể những câu chuyện bất khuất. Trong khi tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải vô cùng căng thẳng, nhiều nhà xác đã tiết lộ những thông tin kinh người, mỗi ngày đốt thi thể tới nửa đêm. Vào tối ngày thứ Sáu tuần trước, một cư dân mạng đăng tải thông tin cho biết nhà tang lễ ở quận Gia Định, Thượng Hải khi làm rõ một cáo buộc bên ngoài về việc xử lý nhầm hài cốt của vợ ông cố. Một nhân sĩ trong giới văn hóa ở Gia Định đã vô tình tiết lộ nhà tang lễ thời gian này phải xử lý số lượng thi thể gấp đôi. Tờ Naked News đã đăng một bài báo vào hôm thứ Sáu với tựa đề "Theo dõi quá trình xử lý sự cố nhà tang lễ Thượng Hải". Nếu tất cả các bên không hài lòng, vấn đề nằm ở đâu nhưng rất nhanh đã bị chính quyền xóa bỏ. Trong bài báo có đề cập rằng, sau khi nhà tang lễ Gia Định công bố kết quả vụ việc vào sáng ngày thứ Năm, đã có rất nhiều bình luận và phẫn nộ. Nhà tang lễ này thuộc hệ thống dân sự. Bài báo trích dẫn đầy đủ phản hồi của một nhân viên trong hệ thống, trong đó có một số thông tin gây chú ý với ngoại giới. Ví dụ, trong câu trả lời về vấn đề đồ tang lễ, nhân viên này nói, việc kéo dài thời gian phong tỏa và khối lượng công việc tăng mạnh khiến quan tài và hũ đựng cho cốt bên trong nhà tang lễ bị thiếu. Những quan tài còn sót lại trong kho có giá khá cao, hộp đựng cho cốt cũng chỉ còn vài loại và hoa tang cũng không có sự lựa chọn.
trong phần đòi công lý cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhà tang lễ có đề cập đến việc từ ngày đầu tháng này, tất cả nhân viên nhà tang lễ không được về nhà trong 24 giờ, hỏa táng hàng ngày đến 12 giờ đêm. Số người chết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Để duy trì và đảm bảo hoạt động bình thường của thành phố thì đây là việc làm vượt quá sức. Các nhân viên nhà tang lễ cho biết họ đang đối phó với tình trạng gia tăng số lượng thi thể và những chiếc bình đựng cho cốt sẽ phải chờ đến khi dịch kết thúc mới có thể nhận được. Quý vị thân mến, Trung Quốc những năm gần đây xuất hiện rất nhiều dị tượng, đáng chú ý là theo sau chúng thường có những tai họa đối ứng. Năm nay mới bước sang quý thứ 2 của năm 2023, người dân Trung Quốc đã lại chứng kiến những hiện tượng bất thường đồng loạt xảy ra trên diện rộng, trong khi chính sách Zero Covid ứng phó dịch của chính quyền Bắc Kinh càng khiến kinh tế Trung Quốc lún sâu và suy thoái, xã hội hỗn loạn, lòng người uất hận. Liệu tất cả những dị tượng trên có phải là lời cảnh tỉnh từ trời cao? Hy vọng rằng những người dân Trung Quốc vô tội sẽ không phải hứng chịu thêm đại họa nào nữa. Họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.